Thưa quý vị và các bạn, trong tiết mục Góc nhìn đô thị phát vào cuối năm 2022, chúng tôi đã từng phản ánh về tình trạng xuống cấp của tuyến hẻm 1 đường Trần Quỳnh thuộc địa bàn khóm 5 phường 1 thành phố Bạc Liêu. Do nhiều năm liền không được đầu tư nâng cấp nên tuyến hẻm này luôn trong tình trạng ẩm thấp, ngập nước mỗi khi có mưa, gây khó khăn trong đi lại và sinh hoạt của người dân. Đến nay, được sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, các ngành chức năng liên quan đã triển khai thực hiện nâng cấp tuyến hẻm này. Người dân trong khu vực rất phấn khởi khi tuyến hẻm đang được thi công sắp hoàn thành đưa vào sử dụng trước mùa mưa năm nay. Sau đây là một vài ghi nhận của phóng viên tiết mục Góc nhìn đô thị về nội dung này. Tuyến hẻm này chỉ dài khoảng hơn 1 km, đấu nối với các tuyến hẻm khác thông ra tuyến đường Võ Văn Kiệt và đường Lê Duẩn thuộc địa bàn phường 1 thành phố Bạc Liêu. Do hẻm có cót nền đường rất thấp, không có hệ thống thoát nước, nhiều năm qua chưa được đầu tư nâng cấp nên cứ mỗi khi trời mưa thì mặt đường bị ngập nước, gây nhiều khó khăn trong đi lại và sinh hoạt của các hộ dân. Theo phản ánh của các hộ dân, thực trạng này đã tồn tại nhiều năm qua và người dân đã kiến nghị nhiều nơi vẫn không nhận được phản hồi. Thậm chí có nhiều hộ dân đã được khóm vận động và nộp tiền để thực hiện nâng cấp hẻm theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Thế nhưng suốt thời gian dài vẫn chưa được đầu tư nâng cấp. Ngay sau khi nhận được phản ánh của Góc nhìn đô thị, Ủy ban nhân dân thành phố đã kịp thời chỉ đạo cho các đơn vị liên quan triển khai thực hiện việc nâng cấp trùng tu tuyến đường này. Ngay từ khi đơn vị tiến hành triển khai các công việc thi công công trình, thì hầu hết người dân trong khu vực đều phối hợp rất tích cực trong việc di dời các công trình cá nhân của hộ gia đình, giao mặt bằng và tạo điều kiện tốt để đơn vị thi công tập kết vật tư tiến hành thi công. Nhờ vậy đến nay, việc nâng cấp tuyến hẻm đang được đơn vị thi công khẩn trương thực hiện và sắp hoàn thành toàn tuyến. Nhân dân toàn bộ trong cái tuyến của đơn vị thi công là ủng hộ nhiệt tình, mặt bằng rồi tất cả mọi vấn đề là những cái gì mà nhân dân ở đây mà có thể mà ủng hộ mà tạo điều kiện cho đơn vị thi công là chúng tôi ở đây là làm hết khả năng, cũng mong muốn là con đường này nó sẽ sử dụng được trong thời gian rất lâu. Tiếp xúc với phóng viên tiết mục Góc nhìn đô thị, nhiều người dân sống trên tuyến hẻm này đã bày tỏ sự phấn khởi khi không lâu nữa tuyến lộ hẻm trước nhà mình sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng trước khi mùa mưa đến. Thấy là hoàn thành cái đường nội này thì vui mừng phấn khởi cả cô cả các cháu, là cô bảo là gìn giữ cho sạch sẽ cho đường nội này đẹp đẽ, càng ngày càng tốt càng đẹp, từ lúc nào đường em thấy khỏe biết bao nhiêu, mừng lắm rồi đó. Con nhân dân ở đây là rất phấn khởi, được các cấp chính quyền quan tâm đầu tư cùng với nhân dân là làm cái con đường tới hôm nay, là bà con ở đây rất phấn khởi. Mùa mưa năm nay các em các cháu đi học sẽ không còn cái cảnh là cứ mưa một cái là ngập nữa rồi, và đơn vị thi công làm cũng rất là nhanh chóng. Mùa mưa năm nay, người dân sinh sống ở hẻm 1 khóm 5 phường 1 thành phố Bạc Liêu đã suốt một thời gian dài sống với nước ngập và ô nhiễm, sẽ không còn phải chịu đựng cảnh lầy lội nữa. Thay vào đó là tuyến đường được đầu tư khang trang sạch đẹp, tạo thuận lợi trong sinh hoạt và đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông của người dân trong khu vực.